Nhóm kháng sinh MLSK bao gồm các nhóm macrolide này, lincosamide, statoramine, ketorolide, oxaliidinone và phenicol, tức là nhóm chloramphenicol đó. Thì nhóm kháng sinh này dù có cấu trúc hóa học khác nhau nhưng đều ức chế tổng protein bằng cách liên kết với tiểu đơn vị 5S, nơi ribosome 5S của vi khuẩn, gần peptide transferase. Rồi mình đến kháng sinh đầu tiên, đó là macrolide. Thì nó gồm một vòng lactone max lớn. Đây là vòng lactone này. Các bạn thấy không? Đây này. Vòng nhỏ này. Liên kết với một hoặc nhiều đường deoxy. Đây chính là đường deoxy. Thường là gladinose hoặc docetaxamine. Thì tùy vào số lượng cặn vòng lactone, thì ví dụ như đây là 14 cặn này, bạn có thể đếm là 14 cặn. Đây là erythromycin 14 cặn, spiramycin 16 cặn. Thì ta có phân loại các macrolide. Và phân loại thứ hai là phân loại theo kháng sinh thiên nhiên và phân loại kháng sinh bán tổng hợp. Thì các bạn có thể tham khảo ở bảng này. Cơ chế của macrolide là thuốc gắn vào ribosome 50S. Qua đó thì ức chế sự giải mã của tRNA và ức chế tổng hợp protein. Nhờ đó là ngăn vi khuẩn phát triển. Do đó thì kháng sinh kìm khuẩn là chủ yếu diệt khuẩn đối với một vài loại vi khuẩn có độ nhạy cảm cao hoặc là ở nồng độ cao thì sẽ có thể diệt khuẩn. Thì vi khuẩn đề kháng bằng nhiều cách. Một á, nó có thể kháng bằng cách là tiết ra enzyme phân hủy macrolide hoặc là ngăn cản bám vào ribosome 50S hoặc là có bơm đẩy bơm efflux là đẩy cái macrolide này ra. Còn một cơ chế nữa là methylase hóa. Thì đây là một cơ chế đề kháng khá mạnh. Đề kháng cho sản xuất methylase, vi khuẩn sẽ đề kháng với hầu hết macrolide, lincosamide, phenicol và cả streptogramin. Phổ tác dụng của macrolide thì đây là bốn loại macrolide mà mình thường gặp nhất là erythromycin, clarithromycin, azithromycin và spiramycin. Thì phổ rộng tương tự giống penicillin, tác động tốt trên vi khuẩn gram dương, yếu hơn vi khuẩn gram âm nên dùng để thay thế penicillin trên tụ cầu liên cầu phế cầu. Nhưng nó có một đặc điểm tốt hơn penicillin là nó tác động trên các vi khuẩn không điển hình, tức là chlamydia, mycoplasma chẳng hạn, như mycoplasma này. Những vi khuẩn này không có vắt tế bào cho nên những kháng sinh tác động vào vắt như penicillin hoặc fosfomycin nó không thể tác động đến con này được. Đây là những con hình ảnh các bạn có thể thấy. Thì kháng sinh này là kiềm khuẩn là chủ yếu, diệt khuẩn ở nồng độ cao hoặc vi khuẩn rất nhạy cảm. Thì tuy nhiên những loài trước đây nhạy cảm rất cao đã đề kháng cao với erythromycin như con Staphylococcus, Staphylococcus hay Pneumococcus. Đây là tình trạng đề kháng. Thực ra thì cái bảng này là đề kháng bên châu Âu á. Còn Việt Nam thì mình không có chuyện này đâu. Như con phế cầu ở Việt Nam á, bạn biết đề kháng bao nhiêu không? Phải là lớn hơn 95%. Từ 90 đến 95% lận á. Hoặc con này thì đề kháng gần hết rồi, chứ không có 30-40% này đâu. Con này cũng vậy, con này cũng tầm 70% á. Cái này cũng phải 70%. Hiện nay cái phác đồ mà điều trị HP á, mà có clarithromycin á, là thất bại rất là nhiều, chỉ thành công khoảng dưới 70% thôi.
Tại vì cái tỷ lệ HP kháng với calorie thomycin của mình á phải trên 70% rồi. Rồi. Dạng động học. Erythro bị mất hoạt tính bởi axit dịch vị. Do cái nhóm này này, 6H proton hóa nhóm 9 tạo thành hemicelan theo công thức đây dẫn thế mất hoạt tính, cho nên người ta sẽ làm thuốc ở dạng stem muối hoặc viên bao tan trong ruột. Đó. Các thế hệ sau như clarithromycin, azithromycin thì bền hơn trong axit dịch vị. Như động học thì thuốc nên cách uống cách xa bữa ăn do thức ăn cản trở hấp thu thuốc, đặc biệt là azithromycin. Chuyển hóa chủ yếu ở gan. Thì một số thuốc giống như clarithromycin á, riêng clarithromycin á thì nó được chuyển hóa ở gan, nhưng mà nó khi được chuyển hóa ở gan nó sẽ tạo thành chất có hoạt tính còn mạnh hơn chất gốc ban đầu. Thuốc đào thải chủ yếu qua đường mật phân, cho nên không cần giảm liều khi suy thận ngoại trừ clarithromycin. Tại vì clarithromycin thì đào thải nhiều qua thận ở dạng có hoạt tính. Tại vì cái chất chuyển hóa của nó có hoạt tính mạnh hơn chất ban đầu, cho nên riêng clarithromycin là các bạn cần phải chỉnh liều khi suy thận nha. Thuốc phân bố rộng rãi vào trong mô và dịch cơ thể, thấm tốt với tế bào, đặc biệt azithromycin. Azithromycin á, là một kháng sinh hướng mô, là nó có nồng độ trong huyết tương á, cao trong tế bào cao gấp 100 lần trong huyết tương, cho nên rất mạnh trong hiệu quả trong điều trị các vi khuẩn nội bào giống như là Mycoplasma, Chlamydia trong viêm phổi cộng đồng không điển hình á. Tuy nhiên nhược điểm của nó là không vào được dịch mỏng tủy nên không dùng trong viêm màng não nha. Cho nên ở bài trước mình có nói là phối hợp giữa penicillin với macrolide có hại trong điều trị viêm màng não á, thì đó là chỉ là chuyện thần thoại tại vì người ta không dùng macrolide. Đây là bảng tham khảo về dược động học của nó. Erythromycin có T12 khoảng 2 giờ này. Trong khi azithromycin có T1/2 là 35 đến 40 giờ. Cho nên bạn thấy là cái liều uống của nó ở trong một số điều trị một số bệnh á là 1 gam duy nhất, 1 gam liều uống duy nhất. Clarithromycin có thời gian bán thải 4,4 lần. Rồi mình đến với erythromycin. Thời gian bán thải khoảng 1,5 giờ đến 2 giờ, cho nên thời gian số lượng lần sử dụng là từ 3 đến 4 lần một ngày. Thì đây là một điều khá là phiền phức, khiến cho người ta uống thường có khi là không đủ liều. Nó thua beta-lactam trong điều trị liên cầu, chỉ sử dụng khi bệnh nhân dị ứng beta-lactam và thích hợp hơn cho phụ nữ có thai so với beta-lactam. Thuốc này ít tác dụng phụ nhất nhưng dung nạp kém nhất, hay gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn tiêu chảy. Tuy nhiên cái tiêu chảy của nó không giống như là tiêu chảy do cephalosporin thế hệ 3 hay là tiêu chảy do clindamycin. Nó tiêu chảy không liên quan đến Clostridium difficile, mà nó tiêu chảy do là thuốc này gây tăng nhu động ruột. Erythromycin là thuốc gây tăng nhu động ruột nhất trong nhóm này. Và thuốc này gây ức chế CP450 nên cần chú ý tương tác thuốc. Ngoài ra thì erythromycin nó còn một đặc điểm là nó gây kéo dài QT nha. Và nó có thể gây điếc tai khi sử dụng ở nồng độ quá cao. Clarithromycin. Thuốc này, các thuốc trong nhóm macrolide á được biết đến là những thuốc an toàn trong thai kỳ. Nhưng ngoại trừ clarithromycin là không có dùng trong thai kỳ tại vì nó cực sẽ gây hại nếu dùng trong thai kỳ, thuộc bảng CFDA. Thời gian bán thải từ 4 đến 6 giờ nên dùng 2 lần một ngày. Dùng trong phác đồ điều trị HP, bệnh Lyme và các nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm trùng tiết niệu. Nó được sử dụng trong nhiễm trùng tiết niệu là vì nó được đào thải qua thận ở dạng có hoạt tính. Nhưng cái chất chuyển hóa ở gan của nó còn hoạt tính cao hơn cả chất chưa chuyển hóa nữa. Cho nên nó có thể dùng ở được nhiễm trùng tiết niệu. Tuy nhiên thì người ta thường ưa chuộng quinolone hay là trimethoprim-sulfamethasone hơn, cho nên cũng ít dùng lắm. Mình tiếp đi với azithromycin. Thì đặc trưng của azithromycin là có vòng 15, các tô 15 cạnh nên không ức chế CP450 giống như clarithromycin hay erythromycin nha.
nó phải uống cách xa bữa ăn, tại vì thuốc này bị thức ăn cản trở hấp thu, là một kháng sinh hướng mô thâm tốt vào mô, độc đặc và kéo dài. Thời gian do là nó hướng hướng mô cho nên thời gian bán thải là từ 2 đến 4 ngày nha. Làm nó sẽ đạt nồng độ rất cao trong tế bào, cao hơn khoảng gấp 100 lần so với huyết tương. Cho nên nó hiệu quả trong điều trị viêm phổi do các tác nhân không điển hình á, như Chlamydia mycoplasma, hoặc là điều trị Chlamydia sinh dục á, hoặc là Mycoplasma sinh dục. Nó có hiệu quả trong điều trị nhiễm trùng hô hấp, viêm họng, viêm tay giữa, hoặc tiêu chảy du lịch, Chlamydia và lậu. Ở trong điều trị lậu thì nó phải bắt buộc phải phối hợp với ceftriaxone nha, 400 mg tiêm bắp. Tác dụng phụ của nhóm macrolide. Nhóm này là nhóm có khả năng dung nạp tốt, ít động tính, nhưng mà hay gây rối loạn tiêu hóa nhẹ. Và nó không có liên quan đến Clostridium difficile giống như clindamycin. Điều thứ hai là nhóm này tương tác ức chế CYP450. Ngoại trừ azithromycin do có vòng lacto 15 cặn. 15 cặn. Và thứ ba là clarithromycin không dùng cho phụ nữ có thai vì nó gây hại cho thai kỳ. Các tác dụng phụ là rối loạn tiêu hóa bằng viêm dạ ứ mật, dị ứng ngoài da, độc tính, thính giác có hồi phục giống như Eri á. Eri cái này Eri dùng ở nồng độ cao và thời gian khoảng vài ngày á, nó có thể gây độc tính thính giác ở tai nha. Rối loạn nhịp tim giống như Eri cũng vậy, tại vì nó gây quá kéo dài QT. Trên thú y thì macrolide không được sử dụng cho động vật ăn cỏ không nhai lại, chẳng hạn như ngựa và thỏ, do gây một phản ứng rối loạn tiêu hóa gây tử vong. Tương tác thuốc của nó thì các như mình đã nói ở trên, erythromycin và clarithromycin thì sẽ gây ức chế CYP450 theo phản ứng ở đây, cho nên ức chế hoạt tính xúc tác của CYP434 này, cho nên nó sẽ gây tương tác thuốc. Thì các thuốc mà chuyển hóa qua CYP450 như atorvastatin, simvastatin, carbamazepine, cyclosporine, theophylline thì nó sẽ tương tác với nó. Đây là một tương tác thường gặp là tương tác statin với macrolide sẽ gây tăng nồng độ thuốc statin gây ra hội chứng tiêu cơ vân cấp. Đó. Hoặc là tương tác canxi, chặn canxi, macrolide gây hạ huyết áp nguy hiểm. Các điểm nhấn trong sử dụng macrolide. Macrolide hay gây tiêu chảy kích ứng nhưng không gây tiêu chảy do Clostridium difficile. Nó khác với clindamycin hoặc là penicillin nha. Nó không được sử dụng điều trị viêm màng não do không qua được hàng rào mô não. Và khi mà phế cầu hay là tụ cầu liên cầu kháng với erythromycin cũng thường kháng với clarithromycin và azithromycin. Tối ưu hóa dược động học và dược thực học. Macrolide được xem là kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc thời gian có PAE trung bình. PAE là tác dụng hậu kháng sinh đó. Có nghĩa là sau khi không còn thuốc trong tế bào vi khuẩn nữa thì vi khuẩn vẫn bị ức chế trong một thời gian nào đó thì gọi là tác dụng hậu kháng sinh. Mix của azithromycin, clarithromycin, cái này tham khảo thôi nha. Đối với azithromycin thì FAUC trên mix phải lớn hơn 25. Cái này là để mình tính nồng độ, cho nên tại sao người ta lại uống 1 g hoặc 2 g liều duy nhất là đủ để điều trị. Này, đây là nồng độ AUC thực tế dùng uống 6 viên, 250 g nhân 6 viên, còn đây là 500 mg nhân 3 viên. Tức là cái tổng tổng nồng độ của nó vẫn là bao nhiêu? 1.500 mg. Còn đây là tổng nồng độ là một của 1.500 mg. Được chưa? Có nghĩa là hai chế độ liều này dùng đều được, mình dùng đều được nha. Mình qua nhóm tiếp theo là ketorolid. Ketolid
Thì telithromycin là kháng sinh duy nhất được phê duyệt của nhóm này, có brand name là Ketech. Nó có nguồn gốc từ erythromycin, được bán tổng hợp nha. Thì phổ kháng khuẩn nó có phổ rộng hơn các macrolide và có hiệu quả chống lại các dòng kháng macrolide theo cơ chế tạo methylase và bơm đẩy hoắt ra, tức là nó cũng có tác dụng trên các vi khuẩn gram dương, cầu khuẩn gram dương giống như là tụ cầu, liên cầu hoặc là phế cầu. Ngoài ra nó có khả năng liên kết của chúng tại hai vị trí của ribosome của vi khuẩn. Nó có tác dụng trên phế cầu kháng macrolide cho nên được sử dụng trong điều trị viêm phổi cộng đồng kháng trị macrolide. Rồi sử dụng trong điều trị do nó kháng được cái các dòng, nó chống lại được các dòng phế cầu kháng macrolide á, nên được sử dụng để điều trị viêm phổi do vi khuẩn cộng đồng. Nó là được dùng làm thuốc hàng hai thôi nha, tại vì độc tính cao. Cho nên các nhiễm trùng hô hấp khác giống như là viêm tay giữa, viêm xoang hoặc là viêm phế quản á, không sử dụng telithromycin do nguy cơ cao hơn lợi ích. Cái này được FDA đưa ra vào tháng 2 năm 2007. Độc tính gây độc gan, rối loạn thị giác và làm tăng nhiệt cơ, nó có thể gây là suy gan. Thậm chí có thể gây suy gan. Các tác dụng phụ khác tương tự như macrolide thì do các tác dụng phụ lớn này này, chủ yếu là các tác dụng phụ này lớn thôi và gây suy gan á, cho nên nó hạn chế sử dụng telithromycin làm vì vậy. Các đặc điểm khác, nó chuyển hóa chủ yếu gan thải trừ qua phân như các macrolide khác và cũng là một kháng sinh hướng mô đạt nồng độ trong mô và tế bào cao hơn nhiều lần so với huyết tương. Nó đặc điểm này là giống như azithromycin á. Thì những kháng sinh hướng mô như azithromycin á, nó sẽ có thời gian bán thải dài và tác động hiệu quả trên những chủng mà nội bào. Mình qua với nhóm lincosamide gồm có lincomycin và clindamycin. Thì ngày nay người ta thường sử dụng clindamycin nhiều hơn lincomycin tại vì hiệu quả cao hơn. Phổ tác dụng tương tự macrolide nhưng không tác dụng vi khuẩn gram âm và nó không tác dụng trên con Clostridium difficile, cho nên nó hay gây tiêu chảy do Clostridium difficile này. Và vì cái tác dụng phụ lớn này cho nên nó chỉ được dùng là thuốc hàng hai thôi. Cơ chế tương tự macrolide gắn vào 50S ribosome dẫn đến ức chế tổng hợp protein. Nó có khả năng là thấm và phá hủy màng biofilm của vi khuẩn, cho nên được sử dụng trong điều trị những nhiễm nhiễm khuẩn do dị vật á, đưa vào cơ thể mà không thể lấy ra được. Thứ ba là nó ức chế tổng hợp độc tố của tụ cầu exotoxin của tụ cầu vàng á, nên được dùng trong hội chứng sốc độc tố của do tụ cầu. Phổ kháng khuẩn này các khẩu khuẩn gram dương nhưng nó sẽ không tác dụng trên tràng cầu khuẩn, tức là enterococcus, não mô cầu và MRSA có nguồn gốc từ bệnh viện và được lây lan ra từ cộng đồng. Nó tác dụng trên các trực khẩm gram dương kỵ khí ngoại trừ Clostridium difficile nữa. Deep này. Nó không tác dụng trên con này cho nên với hai cái tiêu chảy có liên quan đến con này đó. Và những con này nó tác động trên con Propionibacterium á, cho nên được sử dụng ở cái dạng bôi á, được sử dụng để điều trị kia, điều trị mụn nhọt á, do tác nhân là con này nha. Nó chỉ có tác động hạn chế trên các vi khuẩn gram âm thôi, là nó chỉ tác động trên vi trực khuẩn gram âm kỵ khí như Bacteroides hoặc con này, các vi khuẩn không điển hình. Nó chỉ tác dụng trên Chlamydia trachomatis và nó có tác dụng trên những con này nữa. Khoảng trống của clindamycin thì đa số trực khuẩn gram âm hiếu khí đều đề kháng với clindamycin, cho nên nó không được dùng trong điều trị các nhiễm khuẩn gram âm giống như là viêm xoang, viêm tay giữa là không được dùng tại vì rất có thể là do con Haemophilus influenzae. Nên nó không dùng được dùng để điều trị viêm xoang, viêm tay giữa hay viêm phế quản.
hoặc là điều trị các nhiễm khuẩn mà đường bụng á, ổ bụng, hoặc là nhiễm khuẩn đường tiết niệu chẳng hạn, hoặc là nhiễm khuẩn đường ruột thì không được dùng, tại vì đây là những con do trực khuẩn gram âm hiếu khí. Đa số Enterobacter sẽ kỵ khí đều đề kháng với clindamycin ngoại trừ capnocytophaga rất hiếm gặp. Điều trị thì cái này thuốc này do thấm tốt vào xương nên điều trị nhiễm trùng xương do MRSA hoặc là MSSA, tức là con tụ cầu á. À vậy MSSA thôi nhỉ. Nó không tác dụng trên MRSA nha. Ít khi tác dụng trên MRSA cho nên không có sử dụng trong điều trị nhiễm nhiễm trùng xương do MRSA. Nó tác dụng tốt trên da, vi khuẩn kỵ khí, nhiễm trùng hô hấp, thuốc penicillin, thấm tốt vào màng biofilm tụ cầu cho nên điều trị nhiễm khuẩn liên quan đến dị vật như chân giả. Tác dụng phụ, do tác dụng phụ lớn như tiêu chảy do kháng sinh, do Clostridium difficile hay rối loạn khuẩn ruột, dẫn có nếu nặng có thể dẫn đến viêm ruột màng giả và thường gây phát ban nữa, cho nên nó chỉ là thuốc hàng hai là vì vậy. Thì cái thuốc này vào nó sẽ làm tiêu diệt các vi lợi khuẩn này, nhưng có Clostridium á nó không bị tiêu diệt bởi cái thuốc này, cho nên khi mà các lợi khuẩn bị tiêu diệt bớt đi rồi á thì con này nó có khoảng trống là nó sinh sôi nảy nở phát triển mạnh lên vì không còn vi khuẩn khác để cạnh tranh nữa, và khi đó nó sẽ gây hủy hoại các tế bào ruột và dẫn tới viêm ruột màng giả. Điểm nhấn trong sử dụng Lycosamide là thuốc điều trị hàng hai cho cái độc tính chủ yếu là do Clostridium difficile, là kháng có thể làm tan lớp bao biofilm của Staphylococcus, vì vậy là thuốc phối hợp để điều trị nhiễm trùng do các bộ phận giả lắp đặt vào cơ thể mà không thể lấy ra, và được dùng trong hội chứng sốc độc do ức chế sản xuất etoxucin, và nó sẽ được phối hợp với một chất diệt khuẩn giống như vancomycin hoặc là beta-lactam. Vancomycin hoặc là beta-lactam đối với MRSA, tức là tụ cầu nhảy với methicillin. Phối hợp sự kết hợp của clindamycin và quinin là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho bệnh Bacillus nặng, cũng để điều trị để Toxoplasma, điều trị viêm phổi do Pneumocystis jinkervis. Tương tác thuốc, clindamycin có thể kéo dài tác dụng của thuốc ức chế thần kinh cơ chẳng hạn. Mình đến với chloramphenicol. Chloramphenicol thường có tác dụng kiềm khuẩn là chủ yếu, chỉ có diệt khuẩn đối với Haemophilus influenzae và phế cầu thôi, cho nên được dùng trong điều trị nhiễm, là thuốc hàng hai trong điều trị nhiễm trùng viêm màng não á, do các nguyên nhân này. Do độc tính cao nên chỉ sử dụng không khi không thể sử dụng kháng sinh an toàn hơn. Đây là các dạng thuốc và hàm lượng của nó. Rồi, cơ chế cũng giống như macrolide vậy. Thì sự kết dính vào tiểu thể 50S trên ribosome của erythromycin làm che khuất hoặc gây cản trở cho sự kết hợp của chloramphenicol và lycosamycin, nhưng sự kết hợp của erythromycin và ribosome không bị cản trở bởi chloramphenicol và lycosamycin. Sự kết hợp của lycosamycin cũng ngăn cản chloramphenicol kết hợp vào ribosome, cho nên tại vì những cái loại này á nó có vị trí tác động gần giống nhau, cho nên là nó sẽ làm mất tác dụng của nhau, cho nên không có phối hợp kiểu như là macrolide phối hợp với lincomycin hoặc là macrolide phối hợp với chloramphenicol, tại vì như vậy là vô ích. Phổ kháng khuẩn rộng ức chế hầu hết vi khuẩn kỵ khí, hiếu khí gram âm và gram dương ngoại trừ trực khuẩn mủ xoăn và MRSA. Tác dụng tốt trên vi khuẩn điển hình, không điển hình, nhưng chỉ có hiệu quả thấp với chlamydia, cho nên mình đọc một cái nghiên cứu là người ta sử dụng là thuốc nhỏ mắt chứa chloramphenicol á trên trẻ em bị nhiễm chlamydia vào mắt khi mà sinh á,
thì chỉ có một tỷ lệ rất thấp là được chữa thành công thôi. Rồi tác dụng phụ, nó ít gây tác dụng phụ nhưng mà có độc tính rất cao là ức chế tạm thời hoặc vĩnh viễn chức năng tủy xương, dẫn đến sự hình thành ngưng hình thành các tế bào máu. Và cái ức chế vĩnh viễn này này nó xảy ra theo kiểu không dự đoán được và không phụ thuộc theo liều, cho nên vì cái độc tính này nó mới hạn chế sử dụng nó, nhưng nó cũng có thể gây giảm tiểu cầu và giảm bạch cầu. Cái này là do độc tính máu thôi, y chang ở trên này, ức chế tạm thời tủy xương á. Statogramin thì statogramin có chứa hai nhóm là nhóm A và nhóm B và thường được phối hợp với nhau để tăng tác dụng diệt khuẩn cũng như là hạn chế sự đề kháng. Statogramin nhóm A chứa vòng lacton hai ba cạnh không bão hòa, có chứa cấu trúc peptide, trong khi nhóm B là dispeptide. Cấu trúc này khác nhau chỗ nào? Tức là cái liên kết peptide á, ở trên này là sử dụng có liên kết peptide thì nó sẽ được thay thế bằng este tương ứng, tức là C O O R. Đây là liên kết este như ở đây. Được chưa? Statogramin thì nó sẽ phối hợp với theo tỷ lệ 37 hết. Thì các thuốc thường có là quinopristin phối hợp với danfopristin, viết tắt là QDP. Đây là thuốc thường được gặp nhất. Pristinamycin á, thường được dùng để điều trị nhiễm khuẩn da do MRSA. Tuy nhiên thì nó không không phổ thông như cái trên, không thường gặp nhiều cái trên. Còn cái thuốc thứ ba này á thì được sử dụng trong thú y, không dùng trên người. Nha. Cơ chế thì cơ chế của nó là liên kết với 23S của tiểu đơn vị ribosome 50S và thay đổi cấu trúc của nó làm tăng cường liên kết của quinopristin lên 100 lần. Nó cũng ức chế với peptide transfer. Thì cái tác dụng của nó cũng tương tự giống như là macrolide á hoặc là lincomycin. Đó. Phần thứ hai là quinopristin liên kết với vị trí gần đó trên tiểu đơn vị 50S và ngăn chặn sự kéo dài của peptide cũng giống khiến cho tuổi không hoàn toàn được giải phóng. Thì đây là vị trí tác động chung. Cho nên mà vi khuẩn đề kháng theo cơ chế là methylase hóa. Methyl hóa thì nó sẽ đề kháng với cả cái này luôn, QDP luôn. Phổi tác dụng cầu khuẩn gram dương chủ yếu là sử dụng trên cầu khuẩn gram dương là các streptococcus giống như là con lin cầu tan huyết beta nhóm A hoặc hoặc phế cầu đề kháng với penicillin, cái này viết tắt của đề kháng penicillin, hoặc tụ cầu giống như là tụ cầu nhảy với methicillin, tụ cầu kháng với methicillin, tụ cầu vàng trung gian với vancomycin, cái này là tụ cầu vàng đề kháng với vancomycin, cái này viết tắt của vancomycin. R là resistant á, resist. S chấm A là staphylococcus aureus. Và cuối cùng là Enterococcus faecium đề kháng với vancomycin. Dĩ nhiên thì nó cũng tác dụng được trên những chủng mà nhạy cảm với vancomycin luôn. Thì trên lâm sàng chủ yếu để điều trị những con này mà khi mà không đáp ứng với vancomycin. Nha. Điểm nhấn trong sử dụng QDP có tác dụng hậu kháng sinh kéo dài nên diệt khuẩn kéo dài mặc dù có thời gian bán thải ngắn. Nhược điểm là sử dụng đường tĩnh mạch trung tâm dễ gây đề kháng, có một số phản ứng có hại. Hiệu quả lâm sàng không bằng linagliptin, đây là đặc trưng chủ yếu, cho nên giới hạn đáng kể việc sử dụng. Nó nhạy cảm với Enterococcus faecium nhưng không nhạy cảm với phần lớn còn lại, cho nên nó không được dùng trị để điều trị Enterococcus faecalis nha. Faecalis là không dùng trên con này. Hiệu quả của đơn trị cũng kém hơn đáng kể so với linagliptin trên cái chủng nhạy cảm này luôn, với tỷ lệ tử vong cao hơn, mà hình như là
cái tỷ lệ thành công á, chữa trị thành công á, chỉ khoảng 66% thôi. 66%. Vì thế, QDP đơn trị chỉ được khuyến cáo sử dụng trong nhiễm VRE không nghiêm trọng hoặc phối hợp với ampicillin hoặc doxycycline cộng rifampicin trong nhiễm khuẩn VRE nặng. Nha. Qua nhóm thứ 6 là oxazolidinone. Thì đây là cấu trúc của cái vòng này. Cho nên nó có mang tên của nó. Linozolid cũng chứa vòng này và tedizolid cũng chứa vòng này. Đây là các biệt dược. Trong đó là cái này là nhóm thế hệ 1 này. Và thường được sử dụng nhất. Thường mình thường gặp nhất. Cơ chế á là để cho ribosome hoạt động được thì phải có hai mảnh và nó phải phối hợp lại với nhau. Nhưng linozolid sẽ ngăn cản sự tiếp hợp của nó. Nên ngăn chặn phức hợp khởi đầu. Nhờ cái cơ chế này á, cơ chế này là một cơ chế đặc biệt nên nó không có đề kháng chéo với các nhóm khác như macrolide hay là chloramphenicol. Không kháng chéo. Nó không kháng chéo nha. Vị trí tác động cụ thể là 23S ribosome. Dược đồng học xin gọi dùng đường uống S bằng 100%, nghĩa là liều PO sẽ tương đương với IV, nên có thể dễ dàng chuyển từ IV sang đường uống. Cái này các bạn nghĩ là một điều không quan trọng, nhưng thực tế trên lâm sàng đây là một điều quan trọng nhé. Thức ăn làm chậm hấp thu nhưng không ảnh hưởng tới sự hấp thu hoàn toàn của nó, không ảnh hưởng tới IUC. Phân bố tốt vào các mô ngoại trừ xương và mô mỡ trắng, cho nên không được dùng để điều trị là viêm xương tủy xương nha. Viêm tủy xương không dùng trong viêm tủy xương tại vì nó không thấm tốt vào xương. Liên kết huyết tương khoảng 30%, nồng độ trong dịch phế quản gấp 4 lần huyết tương. Vì vậy nó là một chất tốt để điều trị viêm phổi cộng đồng. Viêm phổi nha. Huyết tán chậm và dịch não tủy. Chuyển hóa chủ yếu cơ can, không có sự tham gia của CYP450. Phổ kháng khuẩn chủ yếu trên cầu khuẩn gram dương như Staphylococcus, Streptococcus và Enterococcus. Kể cả đề kháng vancomycin, nó tác dụng trên cả Enterococcus faecalis lẫn Enterococcus faecium nhé. Cả hai dòng luôn. Và đây là một số cái mà nó còn tác dụng nữa. Listeria là một con mà gây viêm màng não này. Cho nên nó được dùng để điều trị viêm màng não là vậy đó. Và đặc biệt là nó tác dụng trên cả lực khuẩn lao. Cho nên nó để dùng để điều trị lao đa kháng. Nó không có hoạt phổ đáng kể trên vi khuẩn gram âm, do vi khuẩn gram âm có các bơm để bơm thuốc ra khỏi ngoài tế bào nhanh hơn là thuốc vào trong tế bào, cho nên nó không đạt đủ nồng độ để tiêu diệt vi khuẩn gram âm. Hoạt tính in vitro trên một số vi khuẩn để các bạn tham khảo. Đây này, đây là chính là con lao. Mặc dù á, tác dụng là ức chế tổng hợp protein, cho nên nó chỉ có tác dụng kiềm khuẩn trên in vitro thôi, nhưng lại diệt khuẩn trên in vivo đối với Staphylococcus và Staphylococcus do ức chế sản xuất độc tố ở tụ cầu. Và vì thế nó có thể so với vancomycin. Cho nên các bạn học trên bài á, là nói là nó là một kháng sinh kiềm khuẩn, nhưng thực tế là nó diệt khuẩn với Staphylococcus và Staphylococcus. Vì so có thể so với vancomycin là một thuốc diệt khuẩn. Có tác dụng hậu kháng sinh kéo dài 1 đến 4 giờ. Tylosinid là một dẫn xuất thế hệ 2 mới được nghiên cứu gần đây, mạnh hơn gấp 4 đến 16 lần trên Staphylococcus so với linozolid. Nha. Cho nên khi mà cái thuốc này ra đời á, tedizolid ra đời á, nó là được giới khoa hoan nghênh vậy lắm. Sử dụng
sử dụng để điều trị Enterococcus kháng vancomycin. Dĩ nhiên mà nếu đối với một loại vi khuẩn mà nhảy với vancomycin á, thì người ta sẽ ưu tiên dùng vancomycin trước. Mấy kháng sinh sau này á, chỉ là kháng sinh dự phòng thôi để giảm thiểu tối đa cái sự đề kháng của thuốc. Viêm phổi cộng đồng và viêm phổi cộng bệnh viện thì tác dụng tương đương với ceftriaxone. Dĩ nhiên á, là nó không tác dụng tốt trên vi khuẩn gram âm. Cho nên nếu nguyên nhân là vi khuẩn gram âm thì không có dùng nha. Nhiễm khuẩn da không biến chứng và biến chứng do phê Streptococcus MSA hay là MRSA. Và có thể dùng để điều trị lao nữa, nhưng chưa tìm ra liều thích hợp. Dùng trong lao đa kháng thuốc. Do không tẩm tốt vào xương cho nên không dùng trong viêm tủy xương này. Điểm nhấn trong sử dụng linoxylid, nó không cần điều chỉnh cho người suy gan hoặc suy thận nha. Đây là một điểm rất đặc biệt. Nhưng mà trong suy thận nặng thì nên thận trọng. Là một trong số ít những kháng sinh đường uống dùng để điều trị nhiễm khuẩn thần kinh trung ương. Và không sử dụng kháng sinh đầu tay nha, mà là liệu pháp thay thế cho vancomycin, chủ yếu là để ngăn chặn đi kháng. Do ức chế độc tố tụ cầu nên có thể phối hợp LSD với vancomycin để điều trị sốc độc tố do tụ cầu. Rồi, đề kháng. Hầu hết các vi khuẩn gram âm đề kháng bằng bơm efflux. Còn vi khuẩn gram dương, hiện nay thì vi khuẩn đề kháng với linoxylid cũng khá là ít, chỉ khoảng xấp xỉ dưới 1% này. Dưới 1%. Do thuốc này chỉ được sử dụng sau vancomycin nha. Thì cơ chế đề kháng là đột biến thay thế guanin bằng thiamin ở ở điểm 2576 trên gen mã hóa cái này. Rồi. Độc tính. Trong thời gian điều trị ngắn hạn á, nó sẽ có rất ít độc tính nha. Thì nó cũng độc tính như những kháng sinh khác, giống như là clindamycin này, là nó gây nhiễm nấm tiêu chảy do kháng sinh này, nhiễm Clostridium difficile và viêm đại tràng giả mạc, do nó không tác dụng trên con này. Giảm tiểu cầu thường là nhẹ, tuy nhiên sử dụng ở liều dài ngày á, ví dụ như viêm nội tâm mạc là sử dụng khoảng 1 tháng, hay là điều trị lao. Viêm nội tâm mạc thì nó sẽ có độc tính khá là nhiều. Sử dụng linoxylid kéo dài có thể gây hội chứng serotonin là nhiễm độc tủy, giảm tế bào chất, bệnh thần kinh, nhiễm toan lactate và tiêu cơ vân. Nếu sử dụng thời gian lâu hơn, nó có thể gây tổn thương thần kinh, kể cả tổn thương thần kinh dễ nhát và có thể là vĩnh viễn. Vì thế nó bị hạn chế sử dụng điều trị dài. Chỉ sử dụng trong lao mà lao đa kháng thuốc thôi, là hết thuốc để dùng rồi thì dùng cái này. Tương tác thuốc, nó là một chất imao không thuận nghịch, cho nên sử dụng với các thuốc giàu tyramin giống như là bơ này, phong mát là thức ăn giàu tyramin đó, có thể gây hội chứng serotonin hoặc là tăng huyết áp hoặc là tim đập nhanh, và vì thế nó sẽ tăng tác dụng của những thứ này. Thì nó có một tương tác là nizolenlit cộng với pethidine sẽ gây ra hội chứng serotonin mà các bạn cần phải nhớ.